mà chúng ta cũng có chương trình riêng của mình. À, ba chữ nữ mua ít khó ít để họ lưu cho bê, để xin mà bê, tụ kê bê mua bê, ít khó họ lưu nhớ lại tụ kê thế à. Chúng ta thích làm theo ý riêng của mình. Bê lì mà giờ bê xã hội trở đi dù lúc xe. Nhưng mà nếu muốn chương trình của Chúa được mở ra trên cuộc đời chúng ta, để xin bê xã chỉ có văn chữ, nó chắc chắn là văn chữ để họ lưu tao kê thôi là bê lúc này. Thì cái ta trong Roma đoạn 12 nói rằng mà văn chữ do lưu nhá họ còn đến lòng chúng có hay đi nọ. Chúng ta hãy đọc với nhau câu 1 và 2. Bê nhị lòng chúng có không thể yên kẻ ơ đi nọ. Nên thế là bê xin nhị. Ta hãy cùng đọc. À, bê xin nhị ok nè. Đó cứ đi, văn chữ lưu bê cần gọi đi. Giờ đi đỡ của thiên tùa nê hài tìa thảo nê chạy qua nê nhó đó. Nê vừa chủ mua nê lúc chỉ phi chùa văn chữ có đá hủ theo họ văn chữ xe. Giờ nê qua đi đỡ thì giờ nê bè hỏi văn chữ là đi văn chữ lưu xe nhẹ. Nê chỉ thơ qua nê lúc nê dòng đi tê tim nê đi tê qua. Vì xí nê vừa chủ chia văn chữ lòng nê lưu xe. Có nê mua lưu xe chia nê thì vừa bao qua là đi văn chữ lưu xe nhẹ. Giờ nê qua đi đỡ nê trong câu 2 này chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một ý muốn rất là tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Ngài dành cho chúng ta. Nếu trong đây ở đó thì cho biết ba bạn địa và chữ lưu mua ít để học lưu và chỉ thế hãy thế học và chữ xe cho biết quả. Nhưng mà làm sao để chúng ta biết được ý muốn đó của Ngài? Mà dù lý chạy bây thì đi bao tập khoản của từ chữ đã đi. Họ bảo để hóa liệu từ chữ đã muốn cho bê ở đi. Thì trong câu 1, follow nói chúng ta phải làm gì? Nhưng trong cái ý bỏ là hai thì bây giờ bỏ đi nhà. Chúng ta phải dâng thân thể của mình. Bây giờ chủ phi dù lúc chỉ lo. Là một của lễ sống động. Bây giờ ý có khổng phi và chia sẻ. Một của lễ thánh bị riêng cho Chúa. Vậy có khổng phi và đơn hủ cho tự chữ. Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hậu tự chữ xe. Và đó là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa phải lẽ. Khó đã và khó kỹ bê hợp và hậu và chữ xe. Bây giờ chúng ta chủ nhật các bạn đi đến nhà Chúa các bạn có của lễ gì? Nếu thì nên tôi bê hợp và chữ nên tôi hỏi chữ hợp và chữ nên mua khổng ác chữ hợp tôi. Các bạn có cần phải đem theo con gà, đem theo chim bồ câu, đem theo con chiên không? Nên quần tạc tay, càng quân, càng nồng cái tua. Có không? Nên quần tạc. Không. Chính, nhưng mà là các bạn đem chính thân thể mình làm của lễ sống dân cho Chúa. Vì sĩ bên cà bên lúc chỉ là do khó khổng, tôi phi cho tình chữ. Vì Chúa Ngài đang ngự ở đâu? Tình chữ đi tác tạo nhất thân tiếng, vì đi nhất thân tiếng. À, trong lòng tất cả. Vì nhau bên lúc xe. Vì vậy bạn đem chính thân thể bạn là cái nền thờ của Chúa đây. Giờ đi cho Ngài. Giờ đi đã biết ngài như lúc chỉ và giờ và chỉ lúc tuổi chỉ tôi phi cho nên. Ngài là chủ của bạn. Chứ tôi chủ và tôi chủ cho con lúc này. Ngài là vua của bạn. Thì giờ con tôi phan giữ. Ngài cũng là cha yêu dấu của thế bạn. Thế thì giờ con nên chỉ và lúc con cần đó. Vậy thì trong này Phaolô nói rằng anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Đẹp lòng Đức Chúa Trời. Giờ lý đã hỏi nó, bỏ lo thế này là tiền, nên giờ chủ phi, nên lúc chỉ có đá hủ, hậu ba chủ xe. Đó là sự thờ phượng đúng đắn phải lẽ của anh em. Ở đây giờ kỹ bê hợp của hậu ba chủ xe. Khi chúng ta dâng thân thể mình cho Chúa là nó thuộc về Chúa. Giờ bê mua bê lúc chỉ là phi cho ba chủ mà giờ ba chủ đi lạc. Không thuộc về chúng ta. Chỉ giờ bê đi lạc. Không thuộc về các thần tượng khác. Chỉ giờ lực tùm lọ đi lạc. Các bạn có muốn dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Chúa không? Nên vừa sáng mới nên lúc chỉ phi cho ba chữ. Có không? Ai muốn dâng thân thể mình làm của lễ cho Chúa? Nên phi lúc chỉ cho ba chữ cha tê. À, Chúa cũng nhìn thấy những cánh tay của bạn đưa ra và bài đem lòng. Ba chữ nữ bỏ nên thầy tê nên cha tê nên tạo sức cần ngọ. Vậy bây giờ cô mời các bạn hãy đứng lên. Mà chẳng là quý cha nên sẽ là sẵn trường. Chúa nhìn thấy quyết định các bạn. Chúng ta chuyển bỏ lên ta kế tiến tỷ xe. Chúng ta mời Chúa ngự vào lòng và chúng ta muốn nhân thân thể mình là của lễ sống và thánh cho Chúa. À, bây giờ tôi chuyển là nhá hỏi dù xe. Thế bây phi dù lúc chỉ là quấy thọ khổng đơn hủ hỏi ba chuyển xe cho ba chữ. Để chương trình tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Ngài được mở ra trên mỗi cuộc đời chúng ta. Thì ba chuyển tế hoa lửa qua rong
Đã là tập khi thao là bên ông này. Và Chúa đang ở đây và Ngài nhìn thấy tấm lòng của mọi người. Từ chữ này nhớ lại lo như sách bỏ lên xuân từ lúc xe. Mỗi bạn hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện theo cô. Bên xuân từ lúc xe không mở cái bên thỏ là chữ đã lên để sư ba. Chúng ta hãy cầu nguyện theo cô. Bên xuân từ thỏ là chữ đã lên để sư ba. Kính lại được chúc trời. Và chữ bây giờ lên gì? Con cảm ơn Ngài. Vì đạo của con chồng. Vì Ngài yêu thương con. Vì con thương người giàu. Ngài có một chương trình tốt lành. Con ý để hơn liệu vận sông cần đầu. Đẹp lòng. Họ có xin. Trọn vẹn. Thiên sông. Trên mỗi cuộc đời. Nhớ rằng lại người giàu đến lúc này. Chúa ơi. Chúa Chúa. Buổi chiều hôm nay. Dạ lúc đây mà. Con đến với Ngài. Vì giàu lợi thương con. Con quyết định. Vì giàu tỉa thị xe. Dân thân thể mình. Vì người giàu đối chỉ. Là một của lễ sống nhà ý hội phật phi và thánh cho Ngài đỡ hữu cho con. Con xin Chúa vì nhà thờ tự chủ làm chủ tể tấm lòng con. Của tự chủ hỏi người nhà lúc xưa chủ tể tâm trí con. Của tự chủ là người nhà thức kỹ xã chủ tể thân thể con. Của tự chủ là người nhà lúc gì nguyện Ngài tự do có tự chủ có di phên tự nhiên bày tỏ chương trình của Ngài của có lễ hôn lựu qua cuộc đời hơn là nhiều giờ lúc này xin Chúa được vinh hiển thở cho chữ có tầm đi một qua cuộc đời con đâu nhiều giờ lúc này con cảm ơn Chúa lắm nhiều giờ của con chồng là con cảm ơn Chúa về dòng huyết quyền năng của Ngài của con chồng là đại chúa Giêsu đã sáng mơ huy chỉ đã xóa hết mọi tội lỗi của nhiều giờ thấy thế nào là làm cho con được tự do của cha nhiều giờ tao xuất hiện như thế con thuộc về Ngài nhiều giờ bây giờ có gì Ngài thuộc về con bây giờ nhiều giờ gì con là con yêu dấu của Ngài. Vì dân là con muốn có thần nhiệm của con lúc cần đó. Xin giúp đỡ con. Hỡi con ba người giàu. Không sống theo ý đêm. Chúa quân lên sẽ trở lại người giàu xưa. Nhưng sống theo ý Chúa. Để Chúa quân lúc lên trở lại chúng ta xin nhiệm. Như chính Chúa Giêsu. Lý của Chúa Giêsu. Đã sống khi xưa vậy. Và thảo tế của Chúa Giêsu lúc này. Ngài không làm theo ý Ngài. Chúa quân trở lại con xin nhiệm. Luôn làm theo ý cha. Để Chúa quân trở lại lên vì nhà của con chồng con cầu nguyện vì nhà tay họ là nhân thân thể mình với nhà nhà luôn để cho Chúa vì cho được chủ nhân danh Chúa Giêsu Christ là Chúa Giêsu khi phải lúc về Amen Amen bây giờ chúng ta dâng cho Chúa thân thể chúng ta vậy thì thân thể này có còn thuộc về chúng ta không? Vậy thì chúng ta xin Chúa bày tỏ tâm trí của Ngài cho con. Nhờ đây là nó biết thỏ từ chữ này kia thì phải kỹ sản cho bé. Và lời Chúa nói đừng làm theo đời này. Và chữ từ lúc kia thì chữ sót qua đi biển nó. Nhưng mà hãy biến hóa. Để chữ biết cho tâm lòng. Cái chữ biến hóa này có bao giờ các bạn nhìn thấy một con sâu không? Họ kỹ lỗ nọc và tâm nghĩ rằng đây sẽ bẫy từ ca. Con sâu rõ mà nó bò dưới đất đó. Ý tục cá của Ngài hóa tên là đây cũng bỏ chạy cá là cá gì đây nè. Có ai thích con sâu không? Cũng có đây tìm nhẹ cá. Không ai thích con sâu hết. Đây tìm nhẹ cá nè. Nhưng mà nếu một ngày nào con sâu đó nó chui vào cái kén. Để xử mơ ý lúc vào tục cá là Ngài mình cho hơi ý lúc trở lên cho hơi ý lúc lâu. Sau một thời gian nó biến đổi và nó bắt đầu bay ra thành con bướm. Ý lúc sẽ hẳn để mình chơi đi phì, chơi đi lỏng. Để chơi quẩy từ bao già. Con bướm nó bay từ lên các hoa và nó hút nhụy hoa. Từ bao nó đi ra một chỗ là tê ba, tê tình cù, tê ba, tê ba của các tha. Và cánh của nó rất là đẹp. Thế mình tập tí tay là chúng ta hỏi đi. Thì thường chúng ta thích làm gì? Họ bên nhẹ giá trị. Muốn chụp con bướm đó và ép vào mỡ hay không? Bên xã, thật gì đó. Mấy tiền đã sẵn tay cho bao đã từ con sâu xấu xí bây giờ biến thành một con bướm xinh đẹp. Ý tụ cá phê cơ đi thì xin phê chơi là ý tụ bao trong con ấy. Lời Chúa nói rằng khi chúng ta được lời Chúa đổi tâm trí và chúng ta lời thì thảo bên mua và chúng ta lời lòng bên ta kể xả
Chúng ta biết chúng ta không phải là con cái ma quỷ. Mà chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta là hoàng tử, công chúa nhà vua. Ngài có một chương trình tốt lành cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta suy gẫm lời Chúa. Và Chúa phán với chúng ta lời Ngài. Mà từ chữ này giá hay cho có hết của bên nào là đi xa lùi. Và khi chúng ta nghe lời Chúa và làm theo. Giờ thì bên nó, bên lòng lên đi xa lùi, bên quả trời đi lại. Chúng ta được thay đổi. Mà bên lúc này giá lòng. Mỗi ngày con người cũ chúng ta đã chết đi. À, xua nô y nô bên tụi này cũng là tùa mù. Và con người mới là chính đấng Christ được hình thành trong cuộc đời chúng ta. À, tụi này chia của giá chữ Giê-xu, giá sông, bây giờ sông là chữ Giê-xu trong sông. Và càng ngày chúng ta càng đẹp lòng Chúa. Y nô y nô phê y và thảo ba chữ xe. Ông trái thánh linh, tình yêu thương, nhịn nhục càng bày tỏ qua cuộc đời chúng ta. Giáo hòa trẻ, giáo hòa ba chút đi, lượng mốc thì giáo ba chút đi, nó ta sẽ mà giáo dĩ hoặc là ba chút đi, y nô y, bỏ mất là phê hôm nay cơ. Các bạn có muốn kinh nghiệm cuộc đời thay đổi không? Nếu vừa xã tao, y lúc này là xã chỉ có y lúc này là lòng. Thì chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện xin Chúa thay đổi con. Giờ đây đã biết lo cho này từ chữ biết thọ từ chữ nộp về. Từ một con người hay giận trở thành một con người hay tha thứ. Bây giờ ý tuần này qua kính chỉ kính bao tờ lo ý tuần này qua mới tôi kể ra gì. Từ một con người ích kỷ trở thành con người biết quan tâm đến người khác. Ý tuần này qua tiền đu đó là một ý tuần này qua bao chúa là tiền đu. Từ con người nóng nảy trở thành một con người hiền hòa. Ý tưởng này chú trí hay là cái ý tưởng này mò mùa. Và lời Chúa nói rằng ai ở trong Đấng Christ đó là một người được dựng nên mới. Và chỉ ta lời kể lên từ nhớ hậu chỉ Giê-xu từ nãy ý tưởng này chia là mọi sự cũ đã qua hết. Rồi dạ cú tiếp theo mùa là mọi sự đều trở nên mới. Rồi dạ phải chia là đến khi các bạn bước đi với Chúa Giê-xu bạn được thay đổi mỗi ngày. Và thì có qua có lúc nên chào Chúa Giê-xu ta có ý tạo lòng sờ nô. Vậy thì chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là ai? Và lấy bê bao và bê tử văn chữ giờ lên từ Ngài là ai của chúng ta? Bê tử văn chữ giờ lên từ là bê Ngài là cha của chúng ta. Đi là bê gì? Và chúng ta là ai? Cái bê giờ lên từ chúng ta là con, con yêu của Chúa. Và đến lúc bê này Ngài là vua thì chúng ta là ai? Bây giờ văn chữ bây giờ lên từ bây giờ hoàng tử công chúa nhà vua bây giờ đi lên tấu thế điện xài. Vậy thì hoàng tử công chúa có đi như vậy không? Giờ lên đã mà bây giờ văn chữ lên tấu xài biết buồn buồn tròn tròn lên nọ có đâu chim công chúa đi như thế nào? Bây giờ văn chữ lên bị nhổ cái mũi đi già với cả uy quyền của vua ban cho mình. Bây giờ cái lúc này liệu mua huy chỉ về lúc huy chỉ mà từ văn chữ nó mua cho bê. Và Chúa muốn chúng ta lớn lên trong sự nhận biết Chúa, nhận biết Ngài là ai, chúng ta là ai. Từ chữ này sẽ kêu gọi bên lo, bên bao nhiêu là lịch từ thế bên là lịch từ. Và chúng ta hãy mở ra trong Giăng. Để khi nhớ cho hỏi vào hà. Giăng là 17. Giăng là chúng cầu xa. Trong câu 26 gia ha cầu xa đi hình cầu trao biết sẽ là những ok hay nào hãy thấy lò là cái gì nhỉ cụ kia có lúc về chùa lỡ bao là thế cụ chỉnh giữa miên lúc kia lỡ còn lỡ mua cho kỷ lúc của con lúc cụ nho họ lỡ thế cụ giữa nho họ lỡ. Ở đây chú nói rằng Ngài đã tỏ danh cha cho các môn đồ của Ngài. Để nói là tìa, từ chữ tiếp theo, nì lúc này cho nên chẳng tiếp tỷ là. Và Ngài sẽ còn tiếp tục tỏ ra nữa. Thế thì chỉ ở kia gì thế? Để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ. Thế còn, do kỷ lúc và từ gì từng, đây thì do kỷ lúc nhau là ở đây Chúa Giêsu nói tình yêu thương này là tình yêu thương của ai?
Đức Chúa Giêsu đã nói Chúa Giêsu hãy cho kẻ lúc này là lấy gì cho kẻ lâu lấy gì cho đấy tình yêu thương của cha giờ lấy gì cho kẻ lâu tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đâu giờ ba chỉ cho kẻ lâu nha thì ba chỉ cho kẻ lâu mà nha thì ở trong mà nhớ hậu bế là ở trong các môn đồ ở trong chúng ta nhớ hồi đã tiếp tiếp nhớ hậu bế cho tù nên khi chúng ta sống yêu thương nhà lên thảo và bếp của bếp lúc này xin lưu là chúng ta yêu thương bằng tình yêu của Đức Chúa Trời mà bếp xin lưu là đại ban chúng ta kể lưu chứ không phải tình yêu của riêng chúng ta đâu chỉ là bếp ta kể lưu đó là tình yêu thương của Đức Christ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đấy giờ chỉ yêu thương ta kể lưu thế là ban chúng ta kể lưu và chúng ta hãy dở ra thêm một câu nữa trong Corinto nhất thế khi gì nhá cho đi cờ liên thảo Corinto gì ở gì ở cờ liên thảo đoạn năm chúng chi câu 14, 15 người cậu lắp cậu chi hay nào chúng ta hãy cùng đọc thế cho đại diện một cái án thế nào thế cho đại diện gì giê xu kê to tù vô mưa lúc xuyên lúc người cả tàn cho phê lúc này một cái gì cho khó phê bỏ hai tiền lúc mấy tù vừa thế sẽ là đúng sao lo được đỡ thì hai tiền sẽ là của đây còn người sao kỹ tùa người vừa thế vừa tù lúc sao người qua đi đỡ ở đây nói là vì tình yêu thương của ai? Đại la thì nên tìm ra kỹ luôn. Yêu thương của Đấng Christ. Đại la nhân chỉ là sự ta kỹ luôn. Đây là không phải tình yêu thương riêng của Phaolô. Điều chỉ là bỏ lo ra kỹ luôn. Nhưng mà vì tình yêu thương của Đấng Christ. Điều chỉ là chỉ là sự ta kỹ luôn. Và tình yêu thương đó đã làm gì cho Phaolô? Thế ta kỹ luôn đã qua đi trả cho Phaolô. Chúa Giêsu ở cái lúc mà đi chạy trong quả lao. Trong Kinh Thánh nói rằng vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động lòng chúng tôi. Tại đó thì Chúa Giêsu ở cái lúc cả tan cho Peluxia một cái gì này. Phaolô ông chịu cảm động bởi tình yêu thương kỳ diệu của Đấng Christ. Quả lao thì tao từ chuyển cho cái lúc. Làm sao Chúa lại yêu thương ông là một người đã bắt bớ hội thánh? Chúa tìm và cứu ông. Rồi Chúa còn sử dụng cuộc đời ông để rao giảng thế làm. Thế và Chúa chỉ sử dụng lúc này là một kia thôi mà rồng. Nên ông nói rằng tình yêu thương của Ngài thật lạ lùng đối với ông. Giờ đây đã người thế đi hai tiền và Chúa cho kỹ lúc và lúc này mà lo từng đó. Ông là một người đã bắt bớ hội thánh. Giết hại các cơ đốc nhân. Người ấy tôi chỉ tỏ bàn chân, tiếc tôi chẳng chân. Nhưng mà Chúa đã tha thứ cho ông và tìm cứu ông. Việc sĩ bác chuyển sản thì cho người thế tôi chuyển chế trả người. Và còn sử dụng ông để mở mang vương quốc của Chúa nữa. Thế chỉ sĩ người chế là một khi và chuyển hướng người chính sinh. Nên Phaolô nói rằng tình yêu thương đó của Ngài đã cảm động lòng ông. Giờ đi bỏ lâu thế à, thì tôi chuyển cho kỹ lúc thế này nhớ họ người. Và ông nói rằng tôi suy nghĩ rằng cho này, nếu một người đã chết vì mọi người để nó người thế này thì giờ tiếng mỹ tôi vì xua tù thì bây giờ mọi người đều chết mà chẳng nó xua tù và lấy tù hầu tới gì lại hầu cho những kẻ còn sống không vì mình mà sống nữa chứ còn cháu vợ chồng nó chỉ quan đến nhớ chỉ nhớ quan đến chờ dù lại nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho việc sự cho nó biết quan niệm cho tôi tiếp tôi lại cho nó nên sợ trời dù để quan niệm cho người ta vì Chúa đã chết cho chúng ta vì tôi chuyển đi tiếp tôi cho biết là Ngài đã yêu thương chúng ta kỳ diệu quá nếu lúc biết cơn gò lo hãy đi nên chúng ta không sống cho mình nữa giờ đây đã biết chỉ quan niệm quan niệm lúc này cho dù là nhưng mà chúng ta sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng ta việc sự bây giờ chủ quan biết lúc này cho tôi tôi thiết sợ họ và tôi trả ai là vì ca hát bê của bê vì nếu Chúa Giêsu không đến thì chúng ta sẽ hư mất đời đời ở địa ngục và việc Chúa Giêsu chỉ là bây giờ chẳng tôi muốn đâu tài một đi ma quỷ sẽ khống chế trên cuộc đời chúng ta đang xin nhung giữa thế chú bê lâu nay nhưng vì Chúa Giêsu đã đến vì Chúa Giêsu tiết lo là Ngài đã chết nên tiết tôi là Ngài
Ngài bức đứt mọi xiềng xích của âm phủ. Nếu Đức Thế Tôn do kể một tận tôn thế lễ trào của sự chết của tội lỗi do kể tôn do kể sạc để buông tha chúng ta được tự do. Chứ gọi chẳng đến điểm là như hay là thế dư. Vì vậy mà chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta kể mình đã chết về cuộc đời cũ. Giờ vì đây đã phép của phép lúc này là được Chúa Giê-xu ta phép Chúa ta thì yêu kích tôn lúc này cũng là sống cho Ngài. Chẳng nói biết của bê lúc này chuyên là chùa tự chữ. Nên Phaolô ông nói rằng vì tình yêu thương của Đấng Christ đã cảm động lòng ông. Lên đã bảo là ông thế này thì tự chữ do kỷ lúc của ông được cho nên. Tình yêu đó đã thuyết phục lòng ông. Do kỷ lúc đã chống lý lúc xưa. Cha mẹ chúng ta yêu chúng ta lắm. Bê lên gì, lên để lên gì lúc bê hãy. Nhưng có cha mẹ nào chết cho chúng ta không? Để sự bố mơ lên gì, lên để tự tù cho bê, tù bị bê, thay bê. Có không? Phụng mùa? Không có. Chỉ mùa là? Chỉ một mình Chúa Giê-xu đã chết thay cho chúng ta thôi. Chúa Giê-xu tí tùng đó sẽ thể lý của thầy bê sư. Và Ngài đến để dạy chúng ta bước đi trong con đường yêu thương. Thế tu chữ nữ lo chê chả bê là một trận pháp kỷ sinh luôn. Nên mỗi ngày chúng ta nói Chúa ơi. Giờ lý xua nó bê thì tu chữ ơi. Xin dạy con sống yêu thương như vậy. Ở có kia nhờ nhau. Qua lúc này xin lỗi được tù. Không phải con sống nữa. Chỉ nhờ cũ qua đây là. Mà Đức Christ sống trong con. Vì vậy, chỉ nhờ sự to nhỏ hậu nhỏ nhỏ. Qua đây nhỏ hậu nhỏ nhỏ. Chúng ta hãy đọc cái lời mà Phaolô ông đã nói đi. Galati đoạn 2 câu 20. Bây giờ Galati trong ông tên này gọi về Phaolô hay. Ông nói như thế nào? Phaolô hay như thế nào? Galati trong ông tên này gọi về Phaolô hay như thế nào? Chúng ta hãy cùng đọc đoạn 2 câu 20. Bây giờ là cùng nhìn một cái là cả là tiền trong ông tiền đó nên thấy là bên nhìn ok nó vậy bên nhìn ok bên nhìn ok là nó này hay lo tiền giờ đến đã phụ tiếp cho Giêsu khi ta tua sau tuần đông có đi là có xe và đi lo cũng mua chỉ cho phụ cho để xin cho Giêsu khi ta cho họ vừa đi lo cũng mua cho xe nhớ đi là vì cũng trên phát triển đầu tư đầu qua lúc cũ thêm mua được cho xe là gì cũ. Đây chú ông Phaolô nói rằng ông nói rằng tôi Phaolô đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Đã nó bỏ lại cái cũ, giờ bỏ lâu cũng cứ trồng chia cho tôi chỉ sợ sợ nó có đi lại. Mà bây giờ Phaolô sống không phải là Phaolô nữa. Bỏ lại thì sợ nó cũ quên anh nhớ chỉ cho cũ lại. Nhưng mà Đấng Christ sống tôi. Để sự do Chúa Giêsu nhớ hậu cũ. Và ông nói nay tôi còn sống trong xác thịt. Bỏ lại tiền sống nó của chị qua lúc nay là sự của chị chia sẻ là sáng cái tờ. Ấy là tôi sống trong đức tin nơi con Đức Chúa Trời. Đã giờ cũ qua của lúc nay là để cho kiến trên ba chữ từ tu. Là Đấng đã yêu tôi. Và tôi lúc cũ. Và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thế thì tôi chỉ cũ. Phaolô ông đã được thuyết phục. Bỏ lâu thì tao thân sợ bởi tình yêu của Chúa. Là tôi chuyển ra kỷ luôn. Các bạn đã thấy được Chúa yêu bạn đến chừng nào không? Nên của tao bỏ nên nên tôi khen và chuyển luôn đi lì nhà. Nếu không có Ngài chúng ta phải đi được. Giờ chỉ muốn tôi chuyển bây giờ chào một cho tặng tôi thì tôi chào. Nếu không có Ngài chúng ta ở dưới quyền của Satan. Giờ thì chỉ muốn tôi chuyển bên nhà hậu đang dùng nhiều cách chư phượng. Nhưng Chúa Giêsu đến để chúng ta được đi thiên đàng. Để suy tư Chúa Giêsu nên lo khi có cái tâm nhắn tôi chiến tranh. Và chúng ta kinh nghiệm phước hạnh ngay khi còn sống trên trần gian này. Thế biết dạy ta thì do cốt mẫu thảo bảo biết trị quân lý nhau sợ lúc kia tay nào. Và Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền của Satan. Thế từ Chúa nên đời biết đi là đang dùng lúc phí trị. Chúa nói lời của Ngài làm chúng ta được tự do. Và Chúa hẹn đề nữ do lưu. Đi chợ với đi lo tao cho kỹ giúp hình. Và ngày mỗi ngày càng làm chúng ta tự do hơn nữa. Thế xua nó y đúng để cho bên đi là tao chỉ giúp hình muốn gì. Nên bao nhiêu bạn ở đây có kinh thánh? Nhà lấy bếp bên trên tôi đã nói mua có ba lục cú. À phần lớn chúng ta có kinh thánh. À. Bao nhiêu bạn ở đây đọc kinh thánh mỗi ngày? Bếp bên trên tôi đã nói những ba lục cú xua nó. Xua nó y đúng thì nhiều gì hả? Kinh thánh là lời quyền năng của Chúa.
và lời cú và và chúng ta lùa mơ hữu chỉ là bắn cho chúng ta và chúa cho phê là cái bắn đó khi chúng ta cộng với đức tin của chúng ta nghe và làm theo và lời cú ở đây là bê ta kể chơi bê lòng thế bê của trả lời nhiều phép lạ xảy ra mà giống muôn bao giờ tôi chỉ trị tiết sự sự cơ. Các bạn có biết Chúa dựng nên cả vũ trụ bằng lời sáng của miệng Ngài không? Nên của bao hoa chữ niệm sĩ giống như thế nào là đại niệm pháp cùng và niệm lúc hành giao hài. Chúa nói, hãy có mặt trời, có mặt trời. Và chữ niệm về chê lý mua lưu lưu, thì thực tại chê lý mua lưu lưu. Hãy có ngôi sao, các vì sao, có mặt trời ngôi sao. Và chữ niệm về chê lý mua chả lưu cu, thì thực chê lý mua chả lưu cu. Mà bây giờ, mà trải qua bao nhiêu hàng triệu năm mặt trời vẫn chiếu sáng. Mặt đang còn chiếu sáng các ngôi sao. Đau lưới xem đau lòng, luôn luôn tiến triển nhau, luôn hiện tiến triển chi bảo kế, luôn tiến triển chi bảo kế. Mà chúng ta nhìn thấy cái đất này nó quay lơ lửng trong không gian. Thế bỏ thì luôn đi thế nào nhìn gì như nào sao? Có cái cột nào chống trái đất lên không? Bộ mới y từng chi xảy luôn đi thế nào? Có cái dây nào mà đeo cái đất lên không? Của Mỹ còn là tiền kỳ lắm tiền tết là đầy về biển đấy ta. Cái đất cứ lơ lửng trong lòng nhau. Lớn tiền tết là sư bên gì nhá? Chúng ta thấy Chúa dựng nên kỳ diệu không? Thấy bỏ ba chữ chỉ của ta rong, của chỉ đến đại của rong hoặc cần cả. Chúng ta thấy trong thế giới chúng ta có cái gì lơ lửng được không? Thấy bỏ nhá cho rằng là thấy bỏ lên một bảy giá trị nhá như này sư bên của vợ rồi anh nào thấy họ là chữ ti, sao là chữ ti? Có không? Bộ mua không có. Chúng cái này cũng phải móc vào đây, cái quả phải móc vào đây. Lúc nào thì tuy là tay chỗ sau là lúc máy xua nó tỉ dạng vào. Chúng ta phải đứng trên này, chúng ta không có bay lơ lửng được. Bây giờ chúng ta sợ đi nó xin phi nhau, chúng ta sợ đến tàn nào đi. Có thể có vài quả bóng nhẹ nhẹ nó bay mà rồi nó nổ mất. Mưa tê lúc một vừa tê lúc một bó thì nhà mình cho sợ đến tàn, tất nhiên nhà mình bị tàn thế là nó mua thế xin. Nhưng mà những gì Chúa dựng nên trong vũ trụ là rất là nặng, rất là to mà nó lơ lửng. Để sự xoay dạng và tự chuyển được chỉ nhất cho họ luôn. Đã luôn tu tăng được cứ nọ mà nên lo thì nhà cơ lo để sự nhìn nhau anh ta xin. Và Chúa ép nước ở trong cái đám mây. Và chuyển mưa mà là cho họ tiết phua. Ở đám mây nó gặp lặng là nó mưa xuống. Cháu phua đã mù cho đi cho nàng lò. Ta có bao giờ thấy nước mà để lơ lửng đây được không? Phép vừa bỏ mấy sản phẩm này là nhanh ta chứ là sản phẩm này. Nhưng mà Chúa lại đặt bao nhiêu kho tàng nước của Ngài ở trong cái nắng này. Để sư phá chữ nữ mua đến đây nào là cho sản phẩm phố. Và khi nào không có mưa là ở dưới đất này chúng ta chết. Giờ thì thảo ơn chữ mua nàng ở chị. Họ biết tới họ ảnh hợp bếp tùa dư. Không có cây cố nào mọc, trâu mò cũng không có nước, con người không có nước, rừng không có nước cũng chảy. Chúng mới ý giả chứ cho chủ tiên tôi tạo nhu tiểu cho cháu bếp, chúng mới đây học hạ chẳng tiên là chỉ tạo cho sự trở thành cho cháu bếp. Vậy con người chúng ta có cần chút không? Giờ thì bếp tin này bếp với thị chúng ta tự chứ. Rất cần Ngài. Bếp thị chúng ta nên. Mà khi chú mưa xuống một cái là cơn mưa bạc tỷ. Thảo hóa chữ cho na luôn. Và bây giờ cây cối mọc lên, con heo, con gà cũng có nước uống, con người có nước uống, chúng ta có đồ ăn. Thảo lần cho chữ xem đầu tiên này lá to, chị thuộc tàu đây học thiết kế tàu cho món nọ. Nếu chú mưa một cái là chúng ta mát mẻ. Giờ mà chữ cho na lo thì thiên la chữ bê nhau thế. Nếu chú ngưng mưa là chúng ta khổ lắm. Giờ bà chú chú cho nà lùi thì bên nhu cầu vậy ạ? Vậy con người văn minh thế kỷ 21 có cần Đức Chúa Trời không? Giờ lấy tin này và mình nhắc cho tiền hình gọi ý nào của thị chúng ta bà chú. Chúng ta cần Ngài vô cùng. Giữa chủ thị chúng ta tôi chú cần gọi lấy sư. Nên chúng ta cảm tạ Chúa về những cơn mưa, cảm tạ Chúa về nắng, về gió. Chúng ta cảm ơn Ngài. Giờ lấy bếp của tôi chú trọng là tên phố chùa, tên trà. Khi Chúa mưa xuống là chúng ta mát mẻ, đủ ngon, cây cối mọc lên, chúng ta no đủ, không thiếu gì. Thật tôi chỉ cho là lo cho chùa sinh tồn phá, biết tao rất bỏ no hả? Chỉ là ca, là cho bê nhau tàu. Mà nếu Chúa không mưa, chúng ta có cày bao nhiêu cũng không có cái gì hết. Giờ thì tôi chỉ cho là lo thì có nhảy lây, bị
khi có mưa đến các bạn có nhớ cảm ơn Chúa không? Giờ đi thảo mưa nào lo đi quên cho ba chị chào lại. À chúng ta cảm ơn Ngài cơn mưa phước lành, cơn mưa bạc tỷ mà có bạc tỷ cũng nếu không làm được. À giờ đi biết qua ba chị chào và tên là nó giờ đi nhẹ cú và tỷ sư cái của ba chị chào được tên nào? Amen không à? Amen. Chúa mưa đến là cất đi bệnh tật, cất đi mọi sự rủa xả, cất đi mọi sự khó chịu, làm chúng ta thật là phước lành. Từ chữ này cho na lo mà chế tê ca mô, chế tê kế phở nhì. Hồ tư sư mô bế tạc dài nhờ đi công mộng. Bế tạc dài chúng mô nàn đào tê, chú chú thiê mô tê thiên ngã thái cả. Nên hội thánh của Chúa phải là một dân sự nhận biết Đức Chúa Trời. Giờ đây đã qua chữ lúc bàn chân giữa chủ yếu cháu vọc. Cháu bế sẽ là sự trở nên trở nên của báo thư phát chữ sông. Chúng ta biết Ngài là cha yêu thương của chúng ta. Bế báo thờ nì và bế linh dĩ tù ơn lúc bế cần ngọ. Chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Bế giờ nì chẳng bị nhiều ơn nì lúc cần ngọ. Chúng ta cầu nguyện và Ngài lắng nghe. Bế thọ nì niềm lòng bế tì được thọ. Chúng ta thấy giống như đứa con. Các anh em ở đây mà đã có con, những đứa con nhỏ. Tối có đứa nào đi ngủ mà đặt tay lên trán hết. Ô không biết ngày mai ăn gì. Nên chờ nên chờ mà bị nhiều lại thật cho nó nên chờ bị nhiều một hư chặt tê con là anh con nhỏ anh chờ bị nhiều chặt tê cho sợ nó kéo chú bắp cành rồi nó ăn chỉ cùng mới đi chú cùng mới chờ bị nhiều với ta có đứa nào làm như vậy không cùng mới từ nhiều đi với ta có không cùng mới từ nhiều đi ta có không 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 cái chú mua tối là nó ngủ thôi đối thì anh nhiều một hư dứt anh nhiều chú ăn mà sáng để cái người của nó chỉ để nhiều chú mua để làm gì rồi sáng mai mai dậy rồi nó ngồi đó thôi cái anh được sợ là để bây giờ để sợ là để sợ cả chứ rồi bố mẹ tự động đi tìm cơm tìm cháo gì bưng ra cho nó thằng đã mà lên để hắn lên chỉ cho mình chiếm mỏ chiếm phần đi để thiệt là cho tụi nhỏ nó chứ đúng không bây giờ đi lại vì sao vậy vì đi cha vì nó là con vì đi cho bí vua là đúng không bây giờ bố mẹ đâu có làm như vậy cho cái người ngoài đường nhưng mà làm như vậy cho con lên để anh lên dưới bộ qua đi tại trên chợ anh học kỹ chưa qua đi chơi qua đi tại trên thì chạy nhiều gì vậy các bạn là ai nên giờ lên từ là ai nên giờ lên từ ba chú cháu mi nhiêu có phải con của Chúa không nên bây giờ ba chú cháu mi nhiêu và Chúa hứa là Ngài chăm sóc chúng ta Ngài chăm sóc chúng ta từng sợi tóc trên đầu chúng ta đã được đếm rồi. Tôi chú đi cho lưu cho bé thì nhờ tôi nên nó xây chùa có hợp của bé. Hắn bé lúc bao là một bình trời giúp lao và tôi chú tư sửa thay bao cảnh hợp của sự lạc. Và Ngài là người cha tốt lành cho chúng ta. Thế thì nhờ bé lý dị vừa sống cân đâu. Ngài lấy huyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Nếu muốn đi chẳng sẵn sửa cảnh cho bé tên kỹ thuật. Bởi làm đòn Chúa chịu, Chúa chữa lành mọi bệnh tật chúng ta. Như cho luôn bao lâu là như khó tan cho biết tên ca mô kỷ kỳ. Ngài ban cho chúng ta sự bình an. Như phú cho biết mô tu kỷ ca xe. Ban chúng ta sự vui mừng. Như phú cho biết mô tu kỷ sâu xe. Chu cấp mọi điều cho chúng ta. Mô thuê nhà cho biết. Ban chúng ta một tương lai đầy hy vọng. Như mô cho biết lúc này giả thầy xua. Mô kỷ kỳ xe. Ngài cấp đi sự buồn rầu. Nếu mua tôi kỹ như xếp chạy tại mộ. Và mẹ muốn chúng ta hãy bước đi đúng là con cái của Đức Chúa Trời. Thế thì sáng có bê hoa bê hông nên nó bởi giờ này đi, mỹ nhu ạ. Vâng lời Đức Thánh Linh. Nó văn chúc tỷ tây lù. Để chương trình tốt lành của Ngài đem lòng trọng mẹ của Chúa được mở ra trên cuộc đời mỗi bạn. Chỉ có văn chúy tế hào được ơn rong cần cầu. Tao mua thao là bê hông nên. Chúng ta nhìn thấy cuộc đời Chúa Giê-xu. Cái sách của Chúa Giê-xu lúc này Ngài luôn luôn làm gì? Chúa Giê-xu nơi của lý giả sư. Ai biết? Ngài thì báo Chúa Giê-xu lúc này nơi của lý giả. Thứ sơ rõ nơi của lý giả sư. Sáng sớm Chúa Giê-xu làm gì? Bạn kia Chúa Giê-xu của lý giả. Gì? Hàn chất chó. Cầu nguyện. Sáng sớm Chúa đi cầu nguyện. Bạn kia sáng gió từ Chúa Giê-xu nơi của thỏa chữ. Chiều tối Chúa làm gì? Thảo trang tâm từ Chúa để chạy đi à? Cầu nguyện. Thì thảo hoa Chúa biết gì? Ngài lúc lúc cầu nguyện để tìm biết ý muốn của cha là gì? Nì thảo hoa Chúa thua lúc xí hả? Nì đã chế gọi nì bao xin lên tí lúc xin dễ dàng đi chạy. Và khi chúng ta, khi Chúa bước đi, Chúa gặp gỡ những người bệnh thì Ngài làm gì?
thảo ơn Chúa Giêsu liệu hoa đi lúc này đi đã liệu chi chẳng thì mua mò thì vậy đã này Chúa làm nọ liệu kho và lại tao trong mò người quỷ ám Chúa làm gì để mà chờ đáp từ Chúa đây nhà đuổi quỷ ra tiến thác ở tại mù những người buông phiền Chúa chữa lành cho họ để mà mua kỹ như xiết từ Chúa kho và lại tao trong và tên thật tự giá khi Chúa bị người ta sỉ nhục thì Chúa làm gì thảo ơn sao còn tao khó đi từ Chúa đi chào luôn Chúa phó thác linh hồn này trong tay cha. Nếu muốn thì tôi chúc đi cho lấy gì? Lúc đó Chúa có nổi giận với họ không? Thưa Chúa còn bao tay cho lại. Không. Và Chúa còn cầu nguyện như thế nào? Thưa Chúa đi thở và Chúa đi nhà thế này. À, Chúa lại cầu nguyện. Lạy cha xin tha thứ cho. Thưa Chúa đi thở, thở và Chúa còn lấy gì? Thở anh tình lấy gì ra thì cho lại. Vì họ không biết điều mình làm. Vì lẽ Chúa có nhà ở lại quá. Nhưng nếu lúc đó mà Chúa Giêsu nói Chúa ơi, xin Ngài sai 12 đạo binh phạt cổ hết mấy cái người La Mã này đi. Giờ thì tại lẽ Chúa Giêsu kìa, từ Chúa đã có xin cổ. Mà tôi chọn tôi muốn cả, tôi chọn nó rảnh, cho bạn đạo sĩ. Nếu mà chúng ta sẽ làm như vậy, phải không? Giờ thì giờ biết của Bà Linh Đại, cái giờ Bà Linh Đại là bây giờ. Nhưng mà Chúa Giêsu này không. Để chúng tôi chuyển Chúa Giêsu lên Chúa Linh Đà. Chúa Giêsu này công bố sự tha thứ. Chúa Giêsu lên hai tôi kể rằng thì cho là. Và Chúa có đứt mọi xiềng xích trói cổ của Satan. Tôi chuyển đi mua đang sinh nhục tế sở hào chú và câu bà. Và ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta là những con cái của Ngài cũng hãy bước đi trong sự tha thứ. Lúc mà tôi chuyển đi xã có bế quả giờ này chẳng biết nhiều bế giờ chủ quả bế lúc này mà lại tôi kể rằng gì. Bất cứ ai đã làm buồn lòng chúng ta. Tại vì nhà lấy tiền vào cho bên như xe, nhà xe. Ai làm thương tích chúng ta. Lấy tiền vào cho bên mó xe. Ai có sử dụng chúng ta. Lấy tiền chế bê. Có khi bố mẹ. Thế giờ dùng nghệ dụ gì. Có khi anh em. Thế giờ dùng tên cử ti. Có khi bạn bè. Thế giờ dùng tên phương dư. Nói những lời. Hay tê lùa. Hành động những điều gì đó. Sự quân tê hoa lụy quân. Làm thương tổn chúng ta. Vào cho bên mó xe. Là vấn đề đó. Bên chị nhắc lại. Chúa muốn chúng ta hãy tha thứ. Để sự tôi chuyển đi xá chứ có phép giả gì. Tha thứ để con được tự do. Giả gì chứ có phép ta tự như ta như phép. Tha thứ để chúng ta bước đi trong kế hoạch chương trình tốt lành của Chúa. Phép giả gì chứ có phép qua phép lúc này thì mà thể hóa được tôi chuyển mua cho phép. Chúa Giêsu đã bước đi trong cuộc đời tha thứ. Tôi chuyển đi qua đi lúc này là để tôi kể giả gì. Các bạn có nhớ câu chuyện Joseph không? Nên quần cho giả sĩ, ra lùa hòa hệ thờ giả sĩ. Ai biết câu chuyện Joseph? Nên quần báo giả sĩ lúc này, ra lùa là. Chưa biết hả? Giả sĩ lúc này là, nên tùy báo, chắc này, giả sĩ lúc này là. Câu chuyện Joseph hay lắm, mà các bạn này chưa được nghe rồi. Giả sĩ lúc này sau hãy đi, tất sự, nên chúng ta nói bây giờ. Trong sáng thế ký, các bạn hãy về đọc lại đi. Nhớ cho họ chỉ kinh này muốn nên nhìn. Trong kinh thánh. Nhiều câu chuyện hay. Nhân cho họ và lục cũng muốn tạo ra bể rồi mà tạo ra lục rồi hình. Cô kể cho các bạn biết về Joseph. Cô hãy cho đi báo giờ xe. Ông là người một người con được cha rất thương. Nè, họ và lục cũng kể cho biết ba để người giờ y tù và lấy gì luôn được chấp lần. Nhưng các anh đã bán ông qua xứ Ai Cập. Vì sinh người đã đi làm muốn được mua một cho cái thể gì. Ông bị bán đi rất là đau khổ. Nên trong mùa mông như sĩ hình. Nhưng ông đã vâng lời Chúa. Để sĩ nên lòng ba chữ lâu. Giao phó hết mọi điều cho Chúa. Nếu muốn tan cho thư giải đánh cho ba chữ. Và sau đó ông tha thứ cho các anh. Thế tỏ các anh nên giảm thì cho nên giảm tin lòng kia. Và Chúa đã tôn ông lên từ một người nô lệ trở thành thủ tướng của Ai Cập. Thế ba chữ cha nên vừa giờ ít tục thị bệnh chế với ít tục mở lo cho cái thầy gì. Và cuộc đời ông đắc thắng. Thế thì lúc này có gì? Vì trải qua bao nhiêu đau khổ. Vì đi qua thì lúc này thâu tao giả kỹ chỉ tỏ tỏ nhẹ. Ông đã công bố sự tha thứ và yêu thương. Nếu qua thì lúc này đi kia ta kỹ giả gì thế ta kỹ luôn. Bây giờ cô mời năm bạn lên đây. Là nó cũng chạy đến chí tư là phải nào. Năm bạn tình nguyện. Chí tư là chí là phải nào. Các bạn tình nguyện lên đây, ai tình nguyện? Chí tử, 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 chí t
Thứ phải quyết định làm gì?
giờ chẳng lo nhớ chẳng là tháo là à giờ nhớ là cứ tụt khi người nhớ chụp diễn thì xem mất tên là đại một sư à tháo là nhớ chụp diễn thì xem mất đại tạo cái gì vậy là bây giờ cứ chạy thẳng phía trước luôn. Chẳng là cứ đi muốn cho tạo đi. Vậy là cứ được tự do không? Chẳng là cứ tạo tự nhiên như thế bây giờ. À, là khi chúng ta muốn bỏ chúng ta được tự do. À, giờ đi mà biết cho. Trong mỗi cuộc đời chúng ta có những điều gì trong quá khứ, chúng ta nói Chúa ơi, con quyết định tha thứ buông bỏ để con bước tới trong chương trình tốt lành của Ngài. Giờ đi nhất trong học biết Chúa từ lúc nay mới giải thề và sống trong tình yêu thương của Ngài. Sống trong tình yêu thương đối với mọi người. Sống trong tình yêu thương với dân tộc con, với đồng bào con. Các bạn có quyết định như vậy không? Ai quyết định như vậy? Chúng ta hãy đứng lên và nói đến với Chúa và đến thầy của Chúa. Bây giờ là sẵn chúa và là mỗi bạn tự ra đến với Chúa. Bây giờ là như hai như chúng ta biết được Chúa. Bây giờ là như hai như chúng ta như được khen cho Chúa.